Chiều ngày 10 tháng 8, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đã trao quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm ông Phạm Trọng Cường, vụ trưởng, thư ký thường trực Ban Bí thư, trưởng ban tổ chức Trung ương, giữ chức trợ lý thường trực Ban Bí thư, trưởng ban tổ chức Trung ương. Ông Mai Văn Chính cho biết, từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội thứ 13, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều vấn đề mới phức tạp. Nhất là việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng, công việc của Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ngày càng nặng nề, đặt ra yêu cầu cao đối với đội ngũ cán bộ tham mưu giúp việc. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, ông Phạm Trọng Cường cần tiếp tục phát huy kinh nghiệm, nêu cao quyết tâm, nỗ lực phấn đấu và tăng cường trao đổi, phối hợp với các cơ quan đơn vị tham mưu giúp Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Phạm Trọng Cường, sinh năm 1975, quê quán tỉnh Thái Bình, ông có 23 năm công tác tại Bộ Tư pháp, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và Ban dân vận Trung ương. Từ tháng 5 năm 2021, ông chuyển công tác về Ban Tổ chức Trung ương và giữ chức vụ trưởng Thư ký trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến nay. Trong quá trình công tác, ông Phạm Trọng Cường đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, có năng lực lãnh đạo, quản lý, có khả năng phân tích tổng hợp thông tin và tham mưu tốt.